du lịch dính mưa bão, làm gì để không chán? Cơn mưa bất chợt đôi lúc có phần lãng mạn, nhưng lại khiến hành trình khám phá vùng đất mới của bạn bị gián đoạn. Nếu chẳng may chuyến du lịch của bạn bị ảnh hưởng bởi mưa bão thì vẫn nên tích cực tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng này nhé. Thay vì buồn bã nằm dài trên giường khách sạn, tại sao bạn không thử hòa mình vào không gian náo nhiệt, vui tươi hay sống chậm lại? Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn, cùng xem qua nhé. Số 1, ghé một quán cà phê để thư giãn. Không có gì tuyệt vời hơn việc dành một ngày mưa cùng những tách cà phê ấm cúng. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn được thư giãn, sống chậm lại để chiêm nghiệm những điều quanh mình. Đặc biệt, mỗi khu du lịch đều sẽ có những địa điểm độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương chờ bạn khám phá. Đến đó để tận hưởng không gian cũng như đọc một vài trang sách là trải nghiệm thi vị nhất bạn có thể có trong cuộc đời. Số 2, đến nhà hát rạp chiếu phim. Đừng nghĩ rằng xem phim ở nhà là đủ rồi, đi du lịch còn phí thời gian đến đó làm gì? Nếu trời mưa và nếu những hoạt động trong kế hoạch của bạn phù hợp với thời tiết này, hãy thử đến rạp chiếu phim ở địa phương đó để xem có gì hay ho. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy một bộ phim mới mà chỉ chiếu ở địa phương đó. Số 3. Trải nghiệm trị liệu Có rất nhiều dạng trải nghiệm du lịch mà trải nghiệm trị liệu là một trong số đó. Nếu bạn du lịch Sapa bạn nhất định phải thử dịch vụ massage bằng thảo dược của người dao đỏ. Ở Nha Trang hãy thử dịch vụ tắm bùn khoáng, bất kỳ trải nghiệm nào cũng sẽ mang lại sự tươi mới hơn bao giờ hết. Số 4, ghé thăm các quán ăn địa phương. Ẩm thực luôn là một phần không thể thiếu của mỗi chuyến đi, nhất là vào những ngày mưa, số lượng khách du lịch giảm bớt sẽ là cơ hội cho bạn trải nghiệm ẩm thực địa phương một cách trọn vẹn. Đừng ngại đổi mưa tìm đến những quán ăn được gợi ý hoặc tạt vào những quán cốc lề đường để thử nhiều loại hương vị khác nhau, chắc chắn sẽ có những món ăn mà bạn nhớ mãi về sau. Số 5, mua sắm. Đây lại là một việc làm không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch. Hãy dành thời gian dạo bước quanh những cửa hàng giảm giá, những shop thời trang với phong cách độc đáo mà ở nơi bạn sinh sống chẳng có. Nếu không mua sắm mua sắm cho mình thì bạn vẫn còn phải mua quà lưu niệm cho người thân ở nhà với nhiều sự lựa chọn tại các khu chợ du lịch cửa hàng bán đồ lưu niệm của địa phương. Trên đây là một số gợi ý cho bạn khi đi du lịch chẳng may gặp trời mưa bão, hãy lưu lại và áp dụng khi cần nhé, chúc bạn vui vẻ.